Hôm nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đến tiếp xúc cử tri các địa phương trong tỉnh. Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri được thông tin về kết quả kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp cuối năm 2023 của Hội đồng Nhân dân các cấp, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri tại các đợt tiếp xúc trước. Các đại biểu cũng ghi nhận nhiều ý kiến cử tri quan tâm trên các lĩnh vực kinh tế xã hội. Chiều nay, ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và đại biểu Hội đồng Nhân dân ba cấp có buổi tiếp xúc cử tri xã Phú Quế, huyện Long Hồ. Sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân ba cấp báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp cuối năm, cử tri xã Phú Quế kiến nghị sớm lắp đèn chiếu sáng trên tuyến đường liên xã Phú Quế - Thạnh Quế, đề nghị mở rộng quy mô diện tích số lớp học tại trường tiểu học Phú Quế A, lắp đặt hệ thống cống thoát nước dọc quốc lộ 1 và khu dân cư ấp Phước Yên để thoát nước tốt và hạn chế ô nhiễm môi trường, khắc phục tình trạng sạt lở các tuyến đường giao thông dọc sông Bô Kê. Ông Nguyễn Minh Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long ghi nhận và tiếp thu ý kiến kiến nghị xác đáng của cử tri. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ trao đổi với lãnh đạo các sở ngành có liên quan để có giải pháp xử lý kịp thời. Những vấn đề cử tri kiến nghị vượt thẩm quyền được ghi nhận tổng hợp để báo cáo về cấp trên theo quy định. Cũng chiều nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân đến tiếp xúc với cử tri thị trấn Long Hồ. Tại thành phố Vĩnh Long, sáng nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm ông Bùi Văn Nở, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Vĩnh Long và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Vĩnh Long đã đến tiếp xúc với hơn 80 cử tri phường Tân Ngãi và phường Trường An, thành phố Vĩnh Long. Đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh, của thành phố trên các mặt công tác năm 2023, cử tri đề nghị cơ quan chức năng quan tâm thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho người lao động tại các doanh nghiệp, tiếp tục đầu tư xây dựng nâng cấp các công trình giao thông nông thôn, chống ngập, tạo điều kiện để người dân đi lại thuận lợi, an toàn. Đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp và chính quyền địa phương đã giải trình làm rõ và ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đô thị văn minh, góp phần nâng cao đời sống người dân. Những ý kiến kiến nghị của cử tri được đại biểu Hội đồng Nhân dân, chính quyền địa phương giải trình làm rõ và ghi nhận trình lên kỳ họp sắp tới. Chiều nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã đến tiếp xúc với cử tri phường 8, phường Tân Hội và phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long. Tại huyện Trà Ôn, bà Lê Thị Thúy Kiều, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân ba cấp có buổi tiếp xúc với cử tri hai xã Tân Mỹ và Trà Côn. Cử tri đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh, của huyện trên các mặt công tác năm 2023. Đồng thời phản ánh một số tuyến đường tỉnh lộ liên ấp liên xóm xuống cấp cần được đầu tư sửa chữa nâng cấp. Tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông, tệ nạn xã hội ở nhiều vùng nông thôn vẫn còn. Đề nghị cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bà Lê Thị Thúy Kiều, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giải trình làm rõ và ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri. Mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống người dân. Tại huyện Bình Tân sáng nay, bà Hồ Thị Thu Hằng, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long và các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã có buổi tiếp xúc với trên 50 cử tri xã Tân An Thạnh. Cử tri phản ánh tình trạng sạt lở sụt lún ở một số tuyến kênh trên địa bàn huyện gây khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và ngăn lũ bảo vệ hoa màu của bà con nông dân, đề nghị ngành chức năng sớm có giải pháp khắc phục. Cử tri còn kiến nghị các sở ngành liên quan cần sớm triển khai thi công dự án đê bao sông Hậu qua địa bàn huyện và thực hiện hai cống hở cái đôi cái côn thuộc dự án đê bao sông Hậu tại xã Tân An Thạnh nhằm hạn chế tình trạng sạt lở bờ sông và tạo thuận tiện cho bà con phát triển sản xuất. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện và chính quyền địa phương lần lượt giải trình, tạo được sự đồng thuận thống nhất cao trong nhân dân.